Cái này nó gọi là cái nhà gì? À, trong này cũng có tượng cái thứ à? Này đến đây các tín đồ sống ảo thì được, nhưng mà ông mẹ đâu nhận ra con chụp ông đồ lên đi, xong là Linh nó bảo ông nữa đâu không, cái ông nào mà nó bảo ông nữa. Chắc ở Gia Trung đây. Ờ, chắc là ông nội hả? Ông nội ạ? Chắc về khả năng là ông nó thật. Bao giờ thấy tấm chè lam mà nó bé như này chưa? nó bé mấy yến này. Kỳ cục. 50k. Bao nhiêu? Chè lam đấy. Chưa được lại nha. Có lẽ là cái chữ kiểu rồng phượng này chắc có mỗi chú nó có rồi. Ở đây mới có. Dạ vâng. Có ông thầy đồ này cả tỉnh mới có ông này. Đúng rồi. Ông có người thứ hai là con giáp. Ngày xưa là chú làm bên văn hóa chú. Có liên quan đến văn hóa có đúng không? Có cháu nghe thấy một lần ai nói chuyện mà. Tức là cháu treo ở nhà cháu. Xong là có ông ấy lên ông chơi. Thế ông bảo là ngày xưa là chú làm bên Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Dạ vâng đúng rồi. Hội Viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Vâng. Bài hưu mới viết ở Bài Đính đầu tiên. Rồi. Bởi vì là cháu đến Bài Đính rất nhiều năm rồi, từ cái năm mà có lẽ phải đến hàng 7-8 năm. Từ năm 2004. Từ năm 2004. Dạ. Ở mãi đâu? Cháu ở trên đằng Nho Quan mà. Vâng. Chú ở Nho Quan nào? Cháu ở ra tường Nho Quan. Vâng. Đúng rồi, bây giờ đây là Trung Nguyễn này. Dạ vâng. Có phải ở quê cô ra Trung Nguyễn? Các họa sĩ đường phố vẽ đẹp phết. Mình rất khoái những bức kiểu như này, trông nó rất là Tết. Đi vệ sinh à? Đây nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh đây à? Thì view chỗ này có vẻ là đẹp. Bờ người kia thì bố mới chụp đằng sau, ngồi bờ bố mới chụp lấy người đằng sau. Quá đẹp luôn. Không ngồi, ngồi mình ngồi bờ bờ ấy mà bờ đá mà. View đẹp quá. Tập nập ấy. Cảnh đẹp như kiểu ở Đà Lạt, à như kiểu ở Hội An, Đà Nẵng. Hương ngùng lấy lý do. Candy phố tức là phố kẹo à? Kẹo phố. Candy phố tức là kẹo phố, phố kẹo. Xem trong này có cái gì, các bạn vào ra kẹo trong này à? Candy phố. Bún nướng. Càng hôm nay thì càng đông, nay thứ bảy. Nay thứ bảy chủ nhật nó mới đông, mai nó mới đông, nay mai nó đông kinh khủng. Đông à? Hả?
hệ thống này hay đạ sa sai su tượng gốm trầm trà tượng gốm. Ê, anh vào đây xem này thì nào. Ừ, anh vào đây xem đẹp chưa? Cái gian này đẹp đấy. Vào đây thử xem hỏi em cái này. Đấy, đứng đây chụp mới đẹp này. Ui dồi, đẹp dã man. Nục. Thơm nhỉ? Chầm, chầm, chầm. Bồ đề đấy. Cái này, cái bức này nhìn đẹp chưa? Em không biết được phép sờ tay được không? Xem nó là cái gì? À. Trông khá là đẹp. 300 tượng gốm. Gian bán đồ gốm. Cái này cái thật đấy. Cái thật chụp rồi. Nhanh lên là đặt chữ rồi. Chụp cái anh kiểu này. Cứ ấn dưới này là chụp. Cứ kiểu quay về. Ấn vào nút dưới à? Ừ. Út, út. Ấn chụp rồi luôn này. Xa thì là cái này. Xa. Đấy, như vậy cho nó có không gian. Ơ vừa xong đã nó nghênh nghệ nó có chính diện đâu. Vừa xong chụp nó không chính diện đâu. Ôi, ở đây loạt tượng nhìn đáng yêu thế nhỉ. Bộ trà. Tượng đẹp chưa? Ơi. Nó hơi cứng. Không cái chữ kiểu thế. Những cái tượng này đẹp nhỉ? Ừ, nhìn nó bằng nhựa chứ. Cái gì? Bằng nhựa. Trông nó điệu nó ngộ. Trông nó thấy sự yên bình rồi. Đẹp. Vô tư ấy. Ừ. Trông giống như đang chơi. Có những chùm chìa khóa cực kỳ đáng yêu luôn. Bức tranh nhỏ xíu, tam cốc. Đấy, đây là phố cổ này. Ai bảo không đẹp, nó quá là đẹp luôn. Cái này là cái gì? Cái là... Và lụa. Cái xà cừ đẹp kìa. Thân của nó nằm này. Đẳng cấp đấy. Trông đúng là sắc xuân luôn. Hai bà con đứng chỗ này chụp trông kiểu. Anh đứng vào. Rồi. Rồi, được rồi. Phố ẩm thực. Đây là gốm Bồ Bát, cũng là nổi tiếng luôn.
mấy cái bình này trông có vẻ hiện đại. Bày làm cái đồ rút tay cực khó, à. Cực khó. 10 triệu. Bởi vì hoàn thiện chỉ còn một cái mẫu duy nhất. Nhỏ xíu. Mẫu đây là một nói tóm lại nó chỉ có loanh quanh mấy kiểu $450,000 bộ này. Cúc sen cảm giác như giống ngày xưa. Đây này phải bộ này và xong rồi cho chè tươi vào uống bộ này mới chất này. Xuân Quyền, Gia Lạc, huyện Gia Viễn. Nhưng cái này thì trưng bày. Ừ, để chơi vậy thôi, để trên ngoài bày đẹp. Cho kiểu ngồi trang kỷ này. Anh ơi, chụp đi. Chụp chụp, nhìn nhìn, hãy đang chụp. Ngồi đây không? Cá thôi ngồi. Kỳ hốt. Làm rượu về lại đi. Xuống đây nó quá đơn giản. Không phải mà có đi được đâu. Gọi là... ra họ thiên về sống ảo. Ra đây. Ở đây. Sao lại điểm soát vé mình có mất vé đâu? Làm sao có bán vé đâu? Có điểm soát vé chắc soạn vé được. Lần trước thì xuống đây. Xuống đây, xuống. Đứng chụp cam trước. Cái này sống ảo thôi rồi. Này đẹp nhỉ? Đồng dã man luôn. Đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp đấy. Em này nhé, có ông Hưng thì cũng làm caramel cho mình được. Island Coffee. Đây này, hai mẹ con ra chỗ này đứng cái chỗ này. Gì? Cả hỏi đứng sát chỗ này, đứng sau chị này, che chị này đi này. Đây đây. Đây hai chị mẹ con đứng ở chỗ này. Lên đấy làm thì xem thì lên. Đây đây, nó còn làm dễ. Lên kia lại cho em một chút nào. Chị ơi, quay. Lấy tao làm gì lên kia mày?
cho xuống cái chỗ cầu mà ngay gần chỗ đèn xanh đèn đỏ ấy. Cầu... nào. Nào. Thôi, đi vào đâu đi. Thôi chỉ sang kia chụp một lần nữa đi về. Đến chỗ này chụp cho kiểu trong cảnh như đẹp này mà. Đâu? Này. Này mới đẹp. Sao nó màu mòm tối mòm? Nào mà chụp cho bố kiểu. Từ từ có chụp. Cầm không ai cầm rồi. Cả đồ chụp ấn nó lúc này nhé. Quay à? Không chụp chứ. Sao giờ lại quay? Đây là bên trong cái chùa này gọi là cái gì? Chùa Bạc à? Phù điêu đẹp quá nhỉ. Phù điêu đẹp thế. Phù điêu này mới nói là được đấy, cái thợ đâu làm rồi.